Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những trải nghiệm thú vị và những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin trong ngày. Cuối cùng sau 2 tuần nhập viện vì ung thư di căn vào tim, hôm nay Mai Phương đã được xuất viện Nữ diễn viên cho biết là sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe của cô đã tạm ổn. Và động lực để cho cô vượt qua giây phút sinh tử chính là nghĩ về con gái là Vi. Sau hơn 2 tuần nhập viện trở lại vì bệnh ung thư phổi trở nặng, Mai Phương lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe trên trang cá nhân. Cô kể lại giây phút sinh tử mình vừa trải qua, đồng thời gửi lời cảm ơn người thân vì đã luôn ở bên hỗ trợ mình. Sau tất cả những giờ phút báo táp cuộc đời, Phương đã khỏe, đã ổn hơn rồi cả nhà nhé hơn 2 tuần qua phương thực sự cảm tạ trời đất và tri ân các anh chị bạn bè gia đình đã chạy ngược xuôi lo lắng thậm chí cả những giọt nước mắt trắng đêm cùng phương khi đối diện với giờ phút sinh tử covid trước những tình cảm yêu thương của mọi người nữ diễn viên cho biết vô cùng xúc động và sẽ mang ơn cho đến lúc nhắm mắt mai phương khẳng định động lực lớn nhất giúp cô mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật chính là con gái là vi có là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ như thế này. Hạnh phúc lắm, cô chia sẻ. Ở phần bình luận thì đồng đạo đồng nghiệp khán giả gửi lời chúc mừng tới nữ diễn viên đã chiến thắng bệnh tật. MC Quỳnh Linh viết, tuyệt quá chúc mừng em. Diễn viên Ốc Thành Vân không khỏi hạnh phúc khi đồng nghiệp và là bạn thân vượt qua cửa tử. Ta ổn rồi em, chiều chỉ qua thăm em. Trước đó thì chia sẻ với Dinh.vn, một nguồn tin thân cảnh của Mai Phương cho hay nữ nghệ sĩ đã nhập viện trong tình trạng là bụng bị chướng to. Cô được bác sĩ chỉ định hút dịch trước khi tiến hành hồi chuẩn tiếp. Sáng ngày 5 tháng 9, Ốc Thành Vân đã đăng tải thông tin mà Phương nhập viện để điều trị ung thư phổi vì một số biểu hiện không tốt. Lúc Phương mệt thì thiếp đi, nhưng đỡ chút xíu thì lại hay bật các chương trình để xem hoặc nghe nhạc. Các bác sĩ còn hội chuẩn để tìm phương án điều trị tốt nhất nên chưa có kết luận cuối cùng. Mọi thông tin đều chưa chính xác, Ốc và gia đình Phương sẽ có chia sẻ cụ thể khi nào được phép. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cả nhà cùng cầu nguyện cho em Mai Phương nhé. Ốc Thanh Vân đã viết. Diễn viên sinh năm 1985, lần đầu nhập viện điều trị ung thư phổi vào tháng 10 năm 2018. Nhờ xạ trị và dùng thuốc phù hợp, sức khỏe của cô ổn định hơn. Hiện tượng xương giòn cũng được kiểm soát gần một năm qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây để xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.